bàn về sự trì tụng thần chú. Thần chú là mật ngữ của chư Phật, được truyền về phương Đông này, là tinh túy trong kinh văn, nên thật rất đáng xem là quý báu như sữa đông, như đề hồ. Là phương thần dược A-già-đà, trị được muôn chứng bệnh, là chất cam lộ làm dịu mát trong rừng phiền não. Nếu tin nhận thọ trì chỉ một câu hay nửa bài kệ, cũng đã có khả năng dứt trừ khổ não, cứu giúp khắp trong ba đường dữ. Không phải tốn kém nhiều tiền bạc, mà cứu giúp sinh linh nhiều vô kể. Vì thế, nên phải lưu tâm thường trì tụng, đừng bỏ phí thời gian. Sáng sớm vừa thức dậy, nên trì tụng 7 lần bài kệ và chú không làm tổn hại côn trùng, sau đó mới đặt chân xuống giường bước đi. Với sự tỉnh giác sẽ không dẫm đạp nhằm các loại côn trùng, kiến, gián. Bài kệ và chú như sau. Tùng triêu dần đáng, trực chí mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ ngộ thương thời, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Dịch nghĩa: sáng sớm đến chiều tối, nguyện muôn loài chúng sinh thảy thảy tự phòng hộ. Chúng sinh nào vô tình bị dẫm đạp mất mạng, xin nguyện cho tất cả đều sinh về tịnh độ. Án địa lợi chi lợi ta bà ha. Người có đức hiếu sinh nên thường niệm danh hiệu Bảo Thắng Như Lai, cùng viết thần chú hộ sinh, thả xuống những nơi sông, giếng, có thể giúp các loài côn trùng ở đó, sau khi chết, đều được sinh về cảnh giới lành. Thần chú như sau. Án phọc tất ba la mani sa ha. Khi gieo trồng các loại ngũ cốc, nên lấy ra một thân hạt giống, gia trì vào đó 21 biến thần chú, rồi trộn lẫn vào với số giống đem gieo, sẽ không bị trùng kiến ăn hạt giống, sau đó cũng không bị các nạn sâu rầy phá hoại. Thần chú như sau. Đa trịch tha, sa la bạc đề, na xà bà đề. Nếu là người có đức hiếu sinh, trong lòng rất muốn ăn chay, nhưng do hoàn cảnh khó khăn mà không thể thực hiện được, thì trước khi ăn các món thịt cá, nên tụng thầm 3 lần câu chú này. Đa điệt tha, a nại ma, a nại ma, a thị bà đa, a thị bà đa, na xá, đà ha, bà phất, kha phiêu đa nhị, sa ha. Nhìn thấy người khác lưới cá, bắt chim, giết mổ loài vật, nên phát khởi tâm đại từ, trong lòng âm thầm niệm danh hiệu chư Phật, Bồ Tát, hoặc trì thần chú đại bi, thần chú vãng sinh, thần chú chuẩn đề, được lợi ích vô cùng. Có rất nhiều thần chú, không thể kể hết nơi đây. Nam mô.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.